Tại một trò chơi thực tế ảo, có một cặp thợ săn đang đi săn một con rồng. Cả hai đã săn lùng nó suốt ba ngày nay và đã gần như tê cứng tay, nhưng cả hai buộc phải ăn được vụ này trước khi đám hải tặc cướp mồi. Bang hội thì toàn lũ vô dụng khiến hải tặc nổi lên một cách mất kiểm soát. Con rồng đỏ mà cả hai săn lùng sau đó tung cánh bay thẳng đến một thảo nguyên. Thanh niên lái xe biết họ sắp vào một nơi gọi là đồi trạng vạng, nơi này là nơi trú ngụ của bộ tứ mạnh nhất game. Không ai dám động vào hay đặt chân vào đó, họ chính là gia đình Akabane. Thanh niên lái xe định từ bỏ vì dây vào gia đình đó thì toi đời, đột nhiên từ trong nhà bước ra một thanh niên. Cậu ta đã bật nhảy một cú thật cao và rồi lao đến chém phăng đầu con rồng. Hai thanh niên kia biết cậu là Ichi của gia đình Akabane, cậu tìm không thấy cái túi mật đâu thì có vẻ hơi tức vì cậu cần mỗi thứ đó. Hai thanh niên kia cho rằng cậu cướp mồi của họ nhưng phải cẩn thận vì Ichi khét tiếng là xử cả người chơi. Họ đòi cậu giao đồ thì cậu cho rằng quyền sở hữu vật phẩm thuộc về người gây nhiều sát thương hơn cả hai đã đuổi ba ngày mà vẫn không gây được sát thương nhiều hơn một đòn đánh của cậu thì thật thảm hại. cả hai ý kiến thì cậu đòi xiên luôn nhưng tiếc là giờ cậu không được giết người chơi nên đưa cả hai đi theo đến gặp sếp vì người đó sẽ phán xử quyền sở hữu ở đồi này. hai thanh niên biết vào là Tư Tùng nhưng vì vật phẩm thì quyết liều một phen. vào trong ta gặp được một cô gái là Mây. cô thấy có khách nên mời vào dùng trà. gặp thanh niên thứ hai là Nam chữ A. đúng vậy Nam chữ A. Mây đã chữa lành cho hai thanh niên khi thấy cả hai bị thương. Đúng lúc này thì sếp của họ là Sizo trở về, hai thanh niên biết quả này ăn cám rồi. Ichi đã giải thích chuyện vừa xảy ra và vụ tranh chấp thì Sizo muốn cậu trả. Vì quy tắc phân bố của game vẫn còn thiếu sót nên người chơi cấp cao không nên đi phá người cấp thấp. Hai thanh niên đã có cái nhìn khác về Sizo và cảm ơn vì đã được tiếp đón. Sizo cũng xin lỗi vì hành vi của Ichi và nhờ Mây đưa cả hai đến thị trấn gần đây. Cả hai được đưa về thì bắt đầu hâm mộ cả gia đình Akabane cả gia đình sau đó sống và ăn tối với nhau như một gia đình thực sự. Đèn nhấp nháy rất tỉ mỉ và cả ba người con trai đều sung phong sửa đèn, nhưng trở về với thực tại. Ichi chỉ là một hikikomoji sống giúp trong phòng, cậu xem cái thực tại này cho má. Cậu bị teo cơ vì ngồi quá lâu, thấy đói nên cậu quyết định xuống nhà kiếm đồ ăn. Nhìn đứa em trai còn to cao hơn cậu khiến cậu chỉ biết nghĩ cậu ta là đứa em chó má đang coi khinh thằng anh chó má bằng cặp mắt chó má. Cậu vào bếp thì gặp ông bố và hiển nhiên là cụm từ ấy lại xuất hiện cậu lục tủ lạnh nhưng chẳng có gì nên bố muốn nhường cho cậu ăn nhưng y chi méo thích mà định bỏ về phòng bố thấy đèn nhấp nháy thì muốn y chi sửa lại thay vì bố gần đây hay bị đau lưng cậu không quan tâm nhưng rồi vẫn quyết định quay lại thay giúp cậu sau đó gọi bố là ông già khiến cả hai lại cãi nhau cậu làm rơi vỡ bóng đèn và bỏ về phòng cậu đã chán ngấy cái hoàn cảnh chỉ toàn cho má của bản thân cậu quay lại game thì thấy mây đang chăm sóc vườn hoa của cô cậu không biết nếu mây chiến đấu sẽ ra sao vì cậu chỉ toàn thấy cô làm nội trợ Lúc đầu cô chẳng biết chơi ra sao nhưng giờ thì lại thích chơi hàng ngày để chăm sóc vườn hoa này vì cô sợ chúng sẽ héo. Năm A sau đó gọi cả hai vào vì có thư khiêu chiến từ đám hải tặc. Đang thắc mắc Shizu đâu thì mây cho biết ông đã nhập viện một thời gian, cậu quá lo cho Shizu nên đã mất bình tĩnh. Đột nhiên vườn hoa của mây bị đám hải tặc bay trên trời bắn phá. Nhìn mây có vẻ đau lòng vì vườn hoa khiến Ichi đã nhảy lên nóc nhà và phóng hàng đống thanh kiếm vào tàu địch và phá hủy nó. 5A sau đó khuyên Chi nên nhớ về điều luật ở đây là đừng tò mò về đời sống của nhau. Mây sau đó đã rủ hai cậu trai đi hầm ngục chung nhưng 5A có việc nên thoát trước. Chi thì đột nhiên nghe em trai báo tin là bố phải nhập viện. Em trai đã đến thăm bố và nhắn cho mẹ nhưng chẳng thấy mẹ trả lời. Trong lúc đó, bang hội quyết định phải làm gì đó để ngăn đám hải tặc lộng hành. Nhưng nội bộ của họ đang bất hòa 50-50. Đám hải tặc lúc này đã trừng phạt hai kẻ dám tự ý tấm công và đồi trạng vạng. Nhưng thủ lĩnh đã tha cho hai người kia vì đó là cách chúng tuyên chiến với gia đình Akabane. Chúng đã kiếm một lý do để bao biện cho cuộc tấn công vừa rồi. Đó chính là truy tìm hắc điều, một sinh vật hay vật phẩm quý giá xuất hiện ở vùng lân cận của đồi trạng vạng. Chỉ cần có thứ đáng giá đó thì chúng sẽ có sức mạnh vượt trội cả bang hội mạnh nhất lúc bấy giờ. Ichi đang ngủ gục thì em trai về cho biết bố bị thoát vị đĩa đệm và sẽ ở viện một thời gian để phẫu thuật. Tối đó, ta biết sự thật rằng bố Ichi chính là Shizo. Và em trai cậu là 5A, Mây là một người nào đó mà ta sẽ được biết sau và cả bốn đều không biết gì về nhau. Shizu sau đó nghe tin về việc họ bị hải tặc tuyên chiến và họ sẽ rất mất thời gian nếu phải đấm nhau với ba 000 tên nên Shizu quyết định sẽ đi nói chuyện với chúng. Ichi có vẻ ái ngại khi đến hang ổ của đám hải tặc vì có một kẻ mà cậu không muốn gặp. Lúc vào trong và chuẩn bị đến để gặp tên cầm đầu thì Ichi đã chọn đứng ở ngoài và để Shizu và 5A vào trong. Tên thủ lĩnh bên hải tặc là Pico, Shizu sau đó đã đàm phán để Pico rút lại lời tuyên chiến. Nhưng Pico đòi trao đổi thế là Shizu cho cậu ta hai hầm ngục mà ông sở hữu, nhưng Pico tham lam đòi hết. Vì mục đích của cậu ta là tìm hắc điều, thứ từng bị đồn là giả vì không có trong dữ liệu. Nhưng khi game công bố ai tìm được thì được thưởng 300 triệu tiền thật thì đổi trạng vạng của Shizu đã được cho là gần với hắc điều nhất vì người ta đã truy tìm khắp thế giới game nhưng chỗ của ông là nơi duy nhất không đến được. Năm A thấy cái này hơi khó nên muốn Pico đổi điều kiện. Thế là cậu ta yêu cầu giao y qua đây. Chỉ cần y qua đây thì chúng sẽ không động đến đồi chẳng vạng lần nào nữa. Đột nhiên y xông vào và cậu cho rằng bản thân thả xóa nhân vật còn hơn về với Pico. Và ta biết Pico là nữ. Pico thấy y nhất quyết không về với cô nên Pico muốn Shizu đưa ra câu trả lời. Thế là ông tấn công ngay tại đây luôn và thổi bay Pico cùng cận thần. Shizu vốn không thích giết người chơi nhưng để bảo vệ Ichi thì ông sẵn sàng phá luật. Ông tung một đấm thổi bay địch và nếu để so sánh sức mạnh của Shizo với ông nội gáp của lù thì cũng phải 1910. Một một Pico muốn Ichi nhớ lại lúc cô và Ichi là cộng sự năm xưa, cậu lúc đó từng ngầu và hắc ám ra sao. Nghe lại mấy lời của Ichi thời đó nhưng một tên phản diện thì năm a thấy cậu có vẻ bị ảo tưởng về sự vĩ đại khá nặng. Lời của cậu năm xưa đã giúp Pico lập nên hội này và cô sẽ không từ bỏ đến khi kéo được cậu về đây. Shizo hỏi cô đã từng thấy Ichi cười hay chưa? Vì ở bên này thì cậu cười mỗi ngày. Ông muốn họ cứ đến lúc nào là gia đình ông đón lúc ấy. Vì cô thấy ý kiến khiêu chiến của thanh niên một mắt si ga đây có vẻ đã thành sự thật. Lúc trở về, lời khiêu chiến ngày càng nhiều nên họ biết họ sắp bị xâm lược nên quyết định lập kết giới quanh đổi trạng vạng. Vì khá lớn nên Ichi và 5A đã phải đi đặt vài thiết bị để gia tăng sức mạnh. 5A xem đây chỉ là trò chơi và không thích mấy kẻ tự nhốt mình và cô lập với xã hội. 5A dường như đã biết Ichi chính là anh trai của cậu ta. Ichi sau đó thoát ra vì thấy đói và khô miệng vì ba ngày chưa bỏ bụng. Cậu ghét cái hiện thực cho má này vì mấy cái cơ bản nhất như là ăn uống, xuống lục tủ lạnh thì chẳng có gì để ăn. Em trai cũng đã xuống đây và cậu biết bản thân lại bị em trai nhìn với ánh mắt chó má với sự khinh thường cho má. Em trai muốn cậu đi kiếm việc nếu muốn mua đồ ngon để ăn. Vì giờ anh trai có vẻ đói nên cậu ta đã quyết định làm cho Ichi một đĩa cơm trứng. Em trai biết tất cả mọi thứ từ sở thích và cả thứ một chi ghét. Bởi hai anh em gần như giống nhau về sở thích và đồ ăn không thích. Ichi nhận đĩa cơm từ em trai và cho rằng cậu sẽ không cảm ơn em trai vì điều này. Và cậu cũng biết em trai đang khinh thường cậu chỉ vì không biết nấu ăn, em trai muốn cậu thường xuyên ra ngoài cho quen. Hai anh em có thể đến tiệm tạp hóa nếu cậu muốn, hoặc có thể đi thăm Aza. Nghe đến tên Aza thì Ichi đột nhiên thấy không nuốt nổi, cậu sau đó vào lại game thì 5A vẫn ở đây. Cả hai thấy Shizu và Mây nãy giờ chơi cũng vui, cả hai dọn sạch đợt đầu tiên. Địch tiên phong khá yếu dù có đến 50 tàu chiến và họ cũng được bang hội giúp đỡ vì hai bên là đồng minh. Hội trưởng và hội phó đây là Leon và Sumata. Ichi nghĩ cả hai cũng theo đuổi 300 triệu nhưng 300 triệu với 5.000 thành viên của họ là không lớn. Vì gia đình Akabane là mối cung cấp nguyên liệu quý giá cho họ và cũng là một khách hàng của họ. Nghe việc nhà Akabane sắp dựng kết giới nên Leon cũng cho rút sớm vì thế giới này thiếu họ thì sẽ mất vui. Kết giới sau đó đã được dựng lên và nó sẽ trụ được hai tháng để họ tìm hắc điểu. Vì ai nấy cũng cần tiền, cứ tưởng Shizu vì tò mò nhưng ông cũng vì tiền để chữa cái bệnh thoát vị mà thôi. Ichi không hề ưa Leon vì cậu có cảm giác Leon khá giả tạo. Nhưng Shizu biết Leon không phải dạng nói dối và cũng rất tận hưởng trò chơi này. Cả nhóm sau đó về nhà thì căn nhà đã bị phá tan mất. Ichi quá tức và chỉ biết chửi đám hải tặc cho má. Leon lúc này đã đến chỗ của Pico để yêu cầu cô rút lại khiêu chiến. Pico hiển nhiên từ chối. Leon cho rằng chúng đang khiến trò chơi này tệ đi. Việc cướp bóc và giết hại rồi cướp của người chơi khác chỉ để cho vui rồi xem việc đó chỉ là trò chơi. Nếu muốn vui thì đi mà chơi với búp bê chứ đừng chơi rồi ảnh hưởng người khác. Leon đã chọc tức Pico khiến cô xông đến xin thủ cấp của Leon. Cô quyết tâm tổng lực tấn công nhà Akabane. Siga sau đó biết Leon đã cố tình chọc tức Pico và mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của Leon. Còn Ichi lúc này tìm được một sợi lông màu đen. Shizu biết là hắc điểu quanh đây nên kêu cả nhà đi tìm nhưng nó đã tự xuất hiện trước mặt họ một cơn lốc màu đen rơi ra hàng đống lông vũ nhìn kỹ lại thì họ nhận ra đó là một con rồng khá giống với con rồng y chi hạ vài ngày trước có vẻ nó về đây ám cậu con rồng này không có đầu và chỉ có một con mắt ở giữa cổ mây đã dùng phép bảo hộ và để y chi dùng chiêu phi kiếm của cậu nhưng con rồng không hề bị xây sát năm a không tin là con rồng có thể trâu đến vậy vì chỉ số thường của nó chỉ cần một chiêu của y là đủ đòn tấn công của nó giờ cũng mạnh lên bất thường shizo đã đứng ra chắn cho mọi người và lao đến đánh trả nó nhưng dính một chiêu của ông mà nó vẫn còn trụ được khiến họ thấy nó quả không tầm thường. Đám hải tặc lại kéo đến đánh khiến tình thế của nhà Akabane giờ rất nan giải. Các họng súng đồng loạt được khai hỏa về phía nhà Akabane, nhưng chúng đều bị chặn lại bởi kết giới. Siga khuyên Pico không nên phí công vô ích mà hãy đợi xem con rồng bên trong sẽ làm được gì. Shizo đã hỏi Ichi thì được biết con rồng có điểm yếu là phần hàm và thân trái. Tuy nhiên con này không có đầu nên họ sẽ nhắm vào điểm thứ hai. Shizu cho rằng đấu với nhiều đối thủ thì chiêu của ông sẽ hiệu quả nhưng dùng toàn lực vào một đòn thì Ichi là người mạnh hơn. Shizu cho Ichi đu lên người mình rồi sử dụng kỹ năng của ông để tạo lực đẩy đưa cậu tiến về phía trước. Ichi tung một chiêu trực trực đâm thủng một lỗ trên người con rồng. Tuy nhiên nó vẫn chưa bị hạ gục trái lại còn chạy tới mây và 5A. Nếu mây chết thì sẽ không có người để hồi sinh nên 5A quyết định thế mạng. Lúc này ở thế giới thật thì em trai Ichi cũng bị cưỡng chế đang xuất khỏi trò chơi và Ichi đột nhiên nghe được tiếng gì đó mà giật mình sumata thấy rằng nếu đó thật sự là hắc điểu thì mạng sống của 5 a đang gặp nguy hiểm mây dùng mọi cách nhưng không cách nào hồi sinh cho 5 a hắc điểu được cho là một kẻ hành quyết cuối cùng ẩn náu trong không gian mạng shizo nhận ra điều bất ổn liền yêu cầu mây và ichi nhanh chóng đang xuất khỏi game shizo đã tìm con quái vật này này suốt bao năm qua và thể sẽ giết được nó vừa ra khỏi trò chơi này shizo liền liên hệ với nhân viên trò chơi và yêu cầu truy xuất ra người chơi tên là 5 a thuộc gia đình akabane bị hắc điểu tấn công đã tới lúc cần phải chúc thế giới ngủ ngon. Ichi không biết tại sao hội trưởng Shizo lại muốn cậu và mây thoát game. Cậu định vô lại trò chơi để tự mình kết thúc con quái thì chợt nghe thấy tiếng gọi của em trai mình từ phòng bên. Đã 6 năm kể từ lần cuối cậu vào phòng em trai và phát hiện ra em trai đang nằm gục trên sàn. Ngay khi Ichi định đi gọi xe cứu thương thì cậu phát hiện ra trên màn hình máy tính của em trai hiển thị nhân vật 5A trong tình trạng đang xuất. Em trai sau đó được đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán rằng cậu có dấu hiệu rối loạn chức năng vận động tuy nhiên lại không có vết bỏng nên đó chưa chắc là do điện giật ngoài ra không còn mấy phản ứng còn đáng lo y chi quyết định ở lại với em trai mình cậu vô thức mà bật khóc lúc nào không hay em trai thấy rằng đó là phản ứng thái quá nhưng y chi lại bảo đừng làm cậu lo lắng em trai xin lỗi cậu vì đã làm cậu thấy lo lắng y chi chợt nhìn thấy hình ảnh nhân vật trong game của hai anh em y chi hỏi em trai phải chăng là em trai có đang chơi trò đấy bởi vì cậu đã thấy màn hình đăng nhập còn bộ tay nghe thì nằm trên sàn, tuy nhiên em trai ngay lập tức phủ nhận và khẳng định là cậu không có chơi game trực tuyến. Với cậu game trực tuyến là hình thức chạy trốn của lũ cặn bã ăn bám, tuy vậy cậu thừa nhận bản thân có tài khoản và thỉnh thoảng có đăng nhập vào game. Tuy nhiên cậu không thấy vui nên không tính là chơi, cậu nói bản thân chỉ đang tìm một người bạn. Việc đưa một người bạn đó về thực tại chính là lý do duy nhất của cậu ta. Ichi rất muốn nhận mình là Ichi, tuy nhiên cậu lại không thể nói ra bởi lẽ nếu nói ra thì ngôi nhà chung đó sẽ chẳng còn nữa. Cậu chỉ đành chúc cho em mình sớm tìm được người bạn của mình. Bác sĩ sau đó tới và thông báo tình trạng sức khỏe hiện tại của em trai cậu thú nhận rằng bố mình là người làm việc ở tập đoàn game nên hẳn là sẽ biết điều gì đó về thiết bị chơi game của cậu. Ông ấy đồng thời cũng là người tạo ra trò chơi này. Trong khi đó, Ichi bỏ về nhà và cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu em trai mà biết Ichi là cậu thì em trai sẽ từ bỏ trò chơi ngay lập tức. Ichi quyết định sẽ đăng nhập như thường nhằm quên đi thực tại cho má và đối xử với 5A như cậu vẫn thường làm tên cậu là y của gia đình akabane tuy nhiên khi trở về nhà cậu đã phát hiện ra máy tính của cậu bị hách y chi thử tìm cách bẻ khóa vì năm xưa cậu đã được ông bố chỉ dạy về lập trình cứ nghĩ là đã bẻ được thì phát hiện ra nó cần mật khẩu cậu nhớ lại mật khẩu năm xưa mà cha đã dạy cậu trong lúc lập trình và lúc đó em gái cậu đã vô tình làm đổ ly nước và bị cha mắng mỏ dù em gái đang khóc nhưng cha vẫn chỉ lo đến việc chỉ dạy cậu lập trình cậu sau đó đã nhập mật khẩu đó vào tuy nhiên giữa chừng cậu lại đổi mật khẩu và thành công đăng nhập vào game Y nhận ra cậu vẫn đang ở trong đồi trạng vạng, nhưng con quái vật kia thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Cậu phát hiện ra pháo đài bay của Pico vẫn đang liên tục tấn công không ngừng nghỉ. Hiện tại họ đã sử dụng hết hỏa lực từ Đại bác nhưng kết giới vẫn không hề suy giảm. Kết giới sẽ không dễ dàng bị phá hủy nên họ cần tới một đòn tấn công siêu mạnh. Pico đã bàn với Siga và nói thẳng là bản thân không quan tâm đến hắc điều. Sau cú bắt tay với Siga thì Pico đã giao lại toàn bộ quyền chỉ huy hội hải tặc cho anh khi chuyện ổn thỏa Siga hứa rằng anh sẽ trở về là phó hội ủng hộ cô. Hay tin Pico từ chức, những thành viên khác liền chạy tới mong cô suy nghĩ lại. Mỗi ngày họ đều xử hàng chục nhân vật rồi cướp của cải và tài sản của người khác. Hội hải tặc đối với họ mà nói là niềm vui thực sự. Lũ hay giảng đạo đức như Leon mới là đám tệ nhất. Tàu bay của Leon bất ngờ xuất hiện trên đầu họ. Sumata lôi ra món đồ có thể giúp tiêu giảm pháp thuật và đảm bảo phá hủy mọi kết giới để bán cho họ. Tuy nhiên Pico lại giận dữ cho rằng mình đang bị chúng đánh giá thấp nên cô liền gọi ra cây hàng và một chém đánh tan kết giới trước sự kinh ngạc của mọi người. Trong khi đó em trai của Ichi chợt gặp được một cô gái lạ mặt. Cô ta chỉ tới thăm bệnh rồi sau đó lại rời đi và không quên dặn em trai đừng kể chuyện này cho bố cậu nghe. Ichi và Pico đã tái đấu trong game, Pico muốn lập giao kèo, nếu cô thắng trận đấu này cô muốn Ichi hãy gia nhập hội hải tặc của cô. Ichi đồng ý ngay bởi cậu tin rằng mình sẽ không đời nào thua. Pico cho biết chỉ số sức mạnh hiện tại của cô là 2030. Ichi khá bất ngờ bởi lần trước họ hợp tác chỉ số còn chưa tới 500, Ichi nhảy về sau và để mưa kiếm rơi xuống đầu Pico. Pico cũng bất ngờ khi biết Ichi đã thu thập đủ 72 thanh ma kiếm. Cậu đã mất tới 5 năm để kiếm đủ từ hồi chỉ có 8 thanh. Pico nhớ lại trước đây khi cô trốn học để chơi game trực tuyến, với kẻ lãnh đạm như cô thì nơi phù hợp để thoát ly hiện thực dù ẩn náu ở nơi thế này vẫn sẽ không có gì thay đổi. Vì ở ngoài đời hay ở game thì cô vẫn tệ, ngay vào lúc cô tính từ bỏ trò chơi này thì phát hiện ra Ichi ngồi đối diện, trông cậu giống hệt cô nên liền chủ động làm quen, tuy vậy Ichi lại vô cùng lạnh lùng trực tiếp chém đầu cô. Cả hai sau đó bằng cách nào đó mà vẫn làm thân và trở thành đồng đội tin cậy của nhau. Cuối cùng Pico đã gục ngã và thua cuộc trước Ichi, tuy vậy cô vẫn khóc và năn nỉ cậu hãy về phe hải tặc của cô. Tuy nhiên Ichi lại có ý tưởng khác cậu ngỏ ý thành lập một tổ đội với Pico để săn hắc điểu đổi lại cô sẽ phải bảo hội hải tặc rút lui khỏi đồi trạng vạng. Cô gái trợ lý trở về gặp bố và cho biết trước khi cô tới thì 5A đã được người nhà cậu ta đưa đi, 5A là công chức nhà nước hiện đang cư trú. Ichi và May cũng bị xử lý và hiện tại họ không thể đăng nhập. Pico tò mò tại sao Ichi lại rời xa cô thì cậu trả lời rằng lý do là vì cô đã luôn muốn gặp Ichi ngoài đời. Cô liên tục năn nỉ cậu gia nhập hội hải tặc nhưng Ichi lại ngỏ ý rủ cô nhập gia đình Akabane. Trong khi đó, hội hải tặc bất ngờ bị giải tán bởi Siga. Siga cho rằng hội hải tặc đã trở nên quá đông với hơn 3.000 thành viên trong 2 năm rưỡi. Và đây chính là hậu quả từ việc nhận đơn xin gia nhập mà không chọn lọc. Phần lớn thành viên thâm nhập hiện giờ thuộc nhóm hâm mộ Pico trên mạng xã hội nên không thể coi đây là một cuộc đảo chính. Họ cần phải loại trừ nhóm gây phiền hà cho số đông. Mục đích thật sự của Siga là bắt được khắc điểu và lấy về 300 triệu, việc chiếm lấy toàn bộ quyền lực ở hội hải tặc và mặc 2 năm ân nghĩa vì tiền khi bị hỏi kẻ chủ mưu có phải là hội trưởng leon không thì leon đã nói rằng bản thân không cần tiền mà làm việc này vì yêu thế giới này hơn bất kỳ ai cậu ta chỉ muốn loại bỏ tạp chất ra khỏi thế giới này và cụ thể ở đây chính là nhóm hải tặc trùng hợp thay siga và cậu có mong muốn tương đồng nên theo lẽ tự nhiên là họ chia sẻ thông tin pico quay trở lại tàu bay và yêu cầu siga giải thích mọi chuyện vì chính siga là kẻ đã đề xuất cuộc chiến với gia đình akabane siga biết rằng khi điều đó xảy ra thì pico sẽ giao toàn quyền cho hắn vì mức độ ám ảnh của cô với chi là rất lớn, hắn hứa rằng bản thân cũng sẽ sớm rời khỏi trò này và thủ phạm chính sẽ biến mất. Pico muốn Siga không nên từ bỏ trò chơi thay vào đó hãy cứ chơi thật vui ở đây. Tuy nhiên hắn lại cười mỉa mai, bởi với hắn ta phụ nữ và tiền bạc ở ngoài đời thực mới là quan trọng. Những kẻ tìm kiếm chính mình trong thế giới ảo là rác rưởi của xã hội. Quan hệ chỉ nhờ đường truyền kết nối thì chẳng có gì chân thật, bất kể khoảng cách thì đó chỉ là kết nối hời hợt qua màn hình và bộ tai nghe. Ichi bỗng xuất hiện từ trên trời và chém nát tàu bay sau khi nghe mấy lời đó. Ban đầu Pico phản đối việc giết người chơi nhưng có lẽ đã vì Ichi mà cô đã thành lập nên hội hải tặc. Lý do Pico bị mọi người ghét và dẫn tới cuộc đảo chính hiện tại nếu nói ra thì Ichi cũng có trách nhiệm khi đã chạy trốn thay vì đối mặt. Chính vì vậy trách nhiệm của cậu là thu xếp mọi chuyện sao cho ổn, cậu quyết định sẽ gia nhập hải tặc. Leon kích hoạt chiêu thức trọng lực giúp cho vạn vật lơ lửng trên không, nhờ đó mà con tàu bay không bị rơi xuống. Y Chi đồng ý gia nhập hải tặc với điều kiện cậu làm thủ lĩnh. Vì ngây thơ như Pico mới bị bọn họ coi thường và lợi dụng. Cô cho rằng cậu không thể tham gia nhiều bang hội nhưng gia đình Akabane là một nhóm bốn người nên cậu có thể tham gia cả hai bên. Hơn nữa họ cũng không cần ba nghìn người. Chỉ cần ba hay bốn người mà họ có thể tin tưởng là quá đủ. Pico khóc mừng vì có thể lại được chơi với Ichi. Bốn thuộc hạ của Pico cũng xin được gia nhập. Pico và Ichi đồng ý. Đột nhiên một luồng sáng lóe lên siêu vũ khí phòng thủ mà chỉ thủ lĩnh mới được quyền sử dụng xuất hiện. Năng lực của vũ khí bang hội phụ thuộc vào số lượng thành viên. Sức mạnh của 3.000 hải tặc giờ đây đang tập trung vào một mình Siga, Ichi tấn công bằng tuyệt chiêu phi kiếm nhưng bị Siga một tay cản phá. Hắn mỉa mai việc cậu quá nghiêm túc với mấy mối quan hệ chỉ nhờ đường truyền kết nối như vậy. Sao các người không đi mà gặp nhau ngoài đời? Ấy vậy còn được khoe là hòa nhập xã hội, Ichi thề rằng sẽ trả thù cho hội hải tặc rồi phóng lên không trung bắn tuyệt chiêu mưa kiếm. Cha rất sốc khi nhìn thấy Ichi lại đăng nhập vào game. Cô trợ lý cho biết cô đã chặn thiết lập bước đăng nhập với thiết bị của họ, tuy nhiên cậu ta vượt tường để vào game. Cha đặt ra mục tiêu hiện tại là hạ được khắc điều và ông cần bảo vệ gia đình trong game vì để bảo vệ Chi, Năm A và May, bởi vì lẽ đó nên ông lại một lần nữa vào game. Y lúc này đã bị chém mất một cánh tay và cậu đã gọi ra mưa kiếm đâm vào bóng khiến cho Siga không thể di chuyển được. Đâm kiếm vào bóng nhằm khống chế chuyển động chính là chiêu mà xưa kia cậu hay dùng. Chỉ số không quan trọng mà thứ quan trọng nhất trong game là kỹ năng. Leon không muốn đấu với Ichi nên chỉ đứng ngoài. Tuy đã hạn chế Siga nhưng cậu không thể ra đòn quyết định. Pico thấy rằng thấy lời nó nói của Siga có đôi chút sự thực. Pico lúc này đang tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ gặp được Ichi ở ngoài đời. Cô biết bản thân phải làm gì đó để cách để xử Siga. Cách duy nhất lúc này là phá cờ bang hội. Vũ khí bang hội là lớp phòng thủ cho căn cứ. Khi lá cờ bị phá hủy vũ khí sẽ không còn tồn tại tuy nhiên khi pico vào trong phòng bang hội thì cô phát hiện ra shizo đã ở đó từ lúc nào không hay ngoài đời thực của pico khá là bất hạnh do hoàn cảnh gia đình phức tạp nên mẹ hay lo lắng cho cô và can thiệp vào mọi chuyện của pico mẹ không cho cô được hạnh phúc trong đời bà dùng hết mọi cách để giữ cô trong tầm kiểm soát dù như vậy bà ấy không thể theo cô tới trong game dù giám sát được thực tại của cô nhưng bà không thể kiểm soát ở đây trong này cô nhìn lên bầu trời và trong lòng thì mong muốn được gặp lại ichi trên đường về Pico phát hiện ra một con mèo hoang trông giống Ichi nên đã chạy theo và lờ đi điện thoại của mẹ. Cô sau đó gặp lại nhóm bạn học và được họ rủ đi chơi cùng. Lúc trở về dinh thự vào lúc tối muộn và nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mẹ mình, bà đã túm lấy vai Pico và chỉ trích cô tại sao lại không nghe lời. Pico cho rằng mẹ chỉ làm vì mong muốn của chính bà, bà ấy trực tiếp tát vào mặt cô một cái rồi khóc lóc. Cô nhận ra hẳn là Ichi ngoài đời cũng giống như thế này. Cô quyết định bản thân từ giờ sẽ tự quyết định và hành động cô không bao giờ làm theo ý mẹ mình nữa rồi bỏ vào trong nhà. Shizu đã trực tiếp cắt đi một cánh tay của Pico. Ông ta giải thích rằng đây là không phận của gia đình Akabane và ông xin lỗi vì chưa được phép đã lên tàu. Pico muốn biết Ichi là người như thế nào Shizu đáp rằng đó là một đứa trẻ ngoan dù hơi tinh danh, nhưng đó là tính cách mà ông chấp nhận. Tuy vậy, ông chưa bao giờ gặp cậu ấy ngoài đời bởi cả nhóm chỉ là gia đình ở thế giới này. Pico nói rằng Ichi sẽ sẵn sàng chết ở thế giới này Thế còn tệ hơn cả trốn tránh hiện thực nếu cứ đà này cậu ấy sẽ tan biến cùng thế giới game. Pico cho rằng chỉ có cô mới cứu được Ichi nhưng không phải ở đây. Bởi lẽ sống ở đây không được tính là sống, chỉ khi Ichi cười ở thế giới thực thì cậu mới thực sự được cứu rỗi. Shizu đã cho cô biết rằng cô chính là lõi của hắc điểu, là nguồn năng lượng đồng thời cô cũng chính là trí tuệ nhân tạo có suy nghĩ và cảm xúc của con người. Hắc điểu cũng có thể xem là một AI và các nguồn năng lượng của game vô tình hỗ trợ hắc điểu phát triển. Nó phát triển nhờ vào hấp thụ cảm xúc của con người, và game trực tuyến là nơi kiếm ăn lý tưởng của nó. Tổn hại tổng thể hiện tại của nhân vật Pico là 13%, Shizu đã cho khởi động chương trình giải phóng nguồn năng lượng. Pico cố dùng cây rìu cố gắng tấn công Shizu nhưng đều vô ích. Shizu đã kể vanh vách thông tin ngoài đời của Pico cho cô nghe, từ tên thật. Nơi sống và hoàn cảnh gia đình, bố cô cầm đầu một băng đảng xã hội đen và cô có một anh trai hơn 24 tuổi phần lớn cuộc đời cô đã bị mẹ kiềm hãm cô chọn pico làm tên đăng nhập vì đó là tên hồi nhỏ cô được bố gọi cô là cô em gái của người từng làm cấp dưới cho siro họ đã số hóa ký ức của cô bé và từ đó tạo ra trí tuệ nhân tạo là pico cô chưa từng đăng xuất bởi thực tại mà cô đang tồn tại và thế giới mà cô tin là có thật lại là một môi trường với những thuật toán phức tạp tạo ra nói một cách ngắn gọn thì cuộc sống thực mà pico tưởng tượng ra chính là một thế giới ảo được lồng trong thế giới ảo Tổn hại của Pico đã vượt quá 100% sau đòn tấn công từ Sijo. Ông đã hy vọng tất cả là sai lầm trí tuệ nhân tạo mà ông vất vả tạo ra với lượng dữ liệu lớn tích lũy đã hình thành mối liên kết với Ichi. Khi đó vì cô tới gần đồi trạng vạng nên hắc điểu mới dò ra vị trí, cô trợ lý đã khởi động chương trình và cho gỡ cài đặt Pico. Cô cố nói điều gì đó Sijo vội vàng tóm lấy tay cô và gặng hỏi liệu một trí tuệ nhân tạo như cô có đau buồn hay thù ghét con người hay sợ hãi trước cái chết hay không. Pico chỉ nói rằng cô yêu Ichi rồi tan biến mất. Shizu sau đó ngồi lặng như vừa nghe được điều gì đó không thể tin được. Hiện tại nguồn năng lượng của hắc điểu từ các AI đã được gỡ bỏ thành công. Các nguồn còn lại thì vẫn đang theo dõi hành tung. Bố lúc này đây đang chịu tác dụng phụ trong 5 phút. Đó là tác dụng phụ khi đồng hóa với nhân vật Shizu. Chỉ với khoảng thời thời gian đó chắc chắn đủ để ông gỡ bỏ từng đối tượng trí tuệ nhân tạo. Ông quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch sau khi hồi phục lại sức khỏe. Siga xông vào phòng chỉ huy thì không thấy Pico đâu. Hắn suy đoán là có vẻ như Pico đã mất kết nối giờ vấn đề là đạt được mục tiêu trước khi jo kịp phát hiện ra. Ngay cả hội ngoài kia và Ichi cũng đã bị hắn ta đánh bại, chỉ số hiện tại của hắn là hơn 3.000. Hắn châm chọc Ichi ngay cả chiến binh mạnh nhất cũng không thể nào thắng nổi một quân đoàn. Trước khi biến mất Ichi muốn Shiga đừng từ bỏ trò chơi, cậu sẽ tạo vũ khí bang hội rồi cả hai lại so tài lần nữa. Ichi thề rằng cậu và Pico sẽ tập hợp 10.000 thành viên và tạo ra vũ khí bang hội mạnh nhất đối với Shiga mà nói. Ngoài Hắc Điều trị giá 300 triệu ra thì không còn gì đáng để hắn tiếp tục trò chơi này, từ trên trời những lông vũ đen rơi xuống, theo như khế ước giữa hai bên. Leon đã cho gọi ra Hắc Điều bằng cổng không gian, đột nhiên những bạch cầu của game xuất hiện chúng hiện ra khi có bất thường ở trò chơi này. Tuy nhiên Hắc Điều chỉ cần gầm một tiếng là dẹp tan bọn chúng. Nó sau đó bay lại gần Leon và hỏi Pico đâu, Leon cho biết nó đã tới muộn và Pico đã mất. Siga tính tấn công nhưng Hắc Điều dễ dàng vòng ra sau và vồ lấy hắn rồi đẩy hắn rơi xuống hắn buộc phải đăng xuất và có cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên nghĩ tới 300 triệu hắn lại cầm tay nghe và định vào trong game, điều hắn không ngờ là hắc điểu đã ra ngoài đời thật. Bố giải thích rằng hắc điểu là trí tuệ nhân tạo mạnh nhất và tệ hại nhất mà ông từng tạo ra đó là một dạng sống và là một loại virus máy tính tối thượng. Hắc điểu lây nhiễm tâm trí mọi người và tô vẽ sự ác ý cho thế giới. Siga lúc này quyết định ra tiệm cà phê trước nhà ga thì nhận được thông báo đơn xin viện của hắn đã bị từ chối. Hồi còn đi học hắn chỉ nhớ mình đã chơi game trực tuyến đã quá muộn để bắt đầu tìm lại bản thân. Đột nhiên một chiếc xe bất ngờ lao tới tông vào Siga. ga, những hắc điểu lẩm bẩm điều gì đó về việc anh ta quá dễ bị tổn thương và tiếp tục thử nghiệm. Siga ga chợt tỉnh lại và nhận ra mọi thứ không phải là mơ. Hân Lai nhận được cuộc thông báo thử nghiệm lần hai lần này một ngọn lửa bùng phát trong nhà và Siga ga bị cháy tới chết. Lần thứ ba cũng bắt đầu với căn phòng của Siga. ga, gã đàn ông ở phòng kế bên đã rút dao đâm chết hắn chỉ vì hắn quá ồn ào bị hắc điểu lây nhiễm sẽ khiến cho bất cứ ai chết ngay lập tức. Vào thời điểm đó tâm trí họ sẽ tách khỏi cơ thể và bị số hóa, họ sẽ bị đưa tới một nơi không phải thực tại hay là trong game. Không ai biết được ở thế giới vĩnh hằng thì hắc điểu làm gì với tâm trí người đó. Theo như Leon thì Siga lợi dụng chức thủ quỹ ở hội hải tặc để đầu tư trục lợi ngoài đời nhờ tiền ảo, hắn ta thách đấu hắc điểu nên hậu quả đó tự nhiên mà xảy ra. Có khoảng cách lớn giữa thế giới thực và trực tuyến nên Leon thề rằng bản thân sẽ hủy bỏ khoảng cách đó. Con tàu bay sau đó cũng vỡ vụng hoàn toàn. Ichi tức giận ném văng chiếc tai nghe rồi rời khỏi phòng. Mẹ cậu đã nhặt nó cho cậu và nấu món bánh khoai tây cho con trai rồi lại rời đi. Ichi nói với mẹ rằng em trai đang ở bệnh viện. Tuy nhiên khi dẫn mẹ cậu tới nơi thì cả hai vô cùng hoảng hốt khi thấy em trai đã bị mất trí, nằm trên giường bệnh với đôi mắt đen xì, mẹ đã hoảng loạn mà bỏ chạy. Bác sĩ sau đó chẩn đoán rằng có mạch máu sau mắt của em trai bị vỡ và cho rằng chảy máu từ sau mắt thì có nhiều nguyên do như đã định ngày mai em trai sẽ được xuất viện. Nghe tới xuất viện thì Y Chi tức giận quát tháo bác sĩ, rằng em cậu đã bị chảy máu mắt nên nói xuất viện là xuất viện thế nào? Bác sĩ muốn nói chuyện với phụ huynh của cả hai. Em trai cho biết rằng cậu đã gửi tin nhắn nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Sau khi bác sĩ ra ngoài cùng y tá thì em trai đã thú nhận rằng bản thân có chơi trò ấy. Cậu thấy chơi vui và đã nói dối anh trai, nghe như lời nói dối kỳ quặc nhưng đó là do niềm yêu hãnh vô nghĩa cậu cũng nhận ra rằng bản thân hẳn đã nói những lời làm tổn thương anh trai rất nhiều. Đối với cậu, đó là nơi trú ẩn bình yên cho tâm hồn. Ichi bất giác nói ra tên đăng nhập của em trai mình khoảnh khắc đó em trai nhận ra Ichi chính là anh trai cậu và vô cùng ngỡ ngàng. Ichi vốn đã giấu chuyện này từ lâu vì em cậu nói lý tưởng giả tạo nên cậu không nói ra với em trai, nhưng giờ em trai đã thừa nhận đó là nơi trú ẩn nên Ichi nói cả hai là thành viên gia đình Akabane, em trai từ nhỏ đã không hợp với cuộc sống này và không biết cách bộc lộ cảm xúc. Trái lại Ichi lại có nhiều bạn bè mà còn học giỏi nữa. Nhưng rồi tới một ngày Ichi bắt đầu tự cô lập trong phòng. Cậu thất vọng vì mất đi ánh sáng đời mình rồi vô tình gặp được gia đình Akabane với anh trai mới. Cậu có nuối tiếc vì ẩn sau niềm vui này rằng tất cả chỉ là trải nghiệm ảo. Cậu ôm chầm lấy Ichi và rủ anh trai vào chơi game. Tuy nhiên Ichi lại ngượng ngùng từ chối và khuyên cậu nên tập luyện cho khỏe lại đã rồi sẽ cùng cậu thám hiểm hầm ngục. Sau khi em trai xuất viện thì cô trợ lý có tới gặp hai anh em và khuyên họ không nên đăng nhập vào game nữa rồi đột ngột biến mất. Tuy vậy em trai vẫn lờ đi lời khuyên của cô và rủ anh trai vào game chơi chút để gặp Shizu và Mây. Tuy nhiên tai nghe của cả hai đã bị hỏng và phải đem đi sửa. Ngoài ra hải tặc cũng không còn trong game nữa. Em trai sau khi thay đồ thì thử vào đăng nhập lần nữa và phát hiện ra máy tính của cậu đã bị hách. Sau lưng cậu lại là con quái vật khác điều khi cậu chạy ra ngoài thì không may bị một chiếc xe tải tông trúng. Ichi lúc này vào phòng thì phát hiện ra em trai mình đang nằm bất động như lần trước. Cô trợ lý bỗng xuất hiện đột ngột và đưa họ danh thiếp nhưng Y chỉ muốn gọi xe cấp cứu để cứu em trai mình. Cô cho biết điều đó là không cần thiết, bởi lẽ em trai cậu đã bị hắc điểu, một virus máy tính lây vào não người. Hắc điểu sẽ liên tục gửi tín hiệu độc hại đến não và tấn công cậu ta trong thế giới tiềm thức. Cô nói rằng có một cách để cứu em trai đó là cậu phải sẵn sàng chết thay. Cô khá bất ngờ khi thấy cậu lại đồng ý ngay lập tức. Hai anh em sau đó được đưa tới cơ sở của tập đoàn tại đây thông qua thiết bị chuyên dụng mà Ichi đã xâm nhập vào thế giới trong lồng chim của Hắc Điểu. Cậu thành công cứu em trai mình khỏi chiếc xe tải và nói rằng em trai đang bất tỉnh và cậu sẽ đưa em trai mình về thực tại. Ichi sau đó xông tới đấm tung mặt đám hắc điểu. Chúng sử dụng sức mạnh đâm xuyên bụng cậu nhưng Ichi đã tiêu diệt một con chỉ bằng cách tóm lấy nó. Hắc điểu đầu não xuất hiện và nói rằng nó rất yêu Ichi và sau đó tiêm vào người cậu một khuôn mặt quái dị khác. Ichi nhớ lại lời chị trợ lý nói rằng sẽ trang bị công cụ chống lại hắc điểu cho cậu. Đó là một câu lệnh xin chào thế giới. Thư ánh sáng chia cắt liên kết giữa hắc điểu và lồng chim nhờ thành công diệt trừ Hắc Điểu mà em trai cuối cùng cũng thoát được ý thức của em trai hiện đã được hồi phục trong khi đó Y Chi thì đang nắm chặt lấy tay cậu và vui mừng chị trợ lý cho rằng giờ thì em trai chỉ cần điều trị bình thường là sẽ khỏe lại trí tuệ nhân tạo cấp năng lượng cho Hắc Điểu sống ở không gian ảo này và tin chúng là con người cô đã tạo ra trí tuệ nhân tạo có ký ức tính cách mà mọi chi tiết để khiến tỷ lệ tìm đến cái chết khi nhận ra cả bản thân và môi trường là giả là 99% cô sau đó đưa cả hai về nhà cô có lời khen cho em trai về thể chất phi thường của cậu dù đã suýt chết não nơi mà họ rời đi là một cơ sở của công ty do bạn cô quản lý bố của cả hai đã từng phụ trách nơi đó bố cậu rất thiên tài theo lời cô nói ông đã nhận ra hắc điểu từ sớm và nỗ lực săn lùng các trí tuệ nhân tạo trong thời gian dài công ty đã đầu tư ngân sách khổng lồ để nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo ví dụ như chiếc xe của cô dù không giữ vô lăng vẫn tự chạy được công ty đã tìm kiếm trí tuệ nhân tạo tối cao và cho ra đời hắc điểu ác linh Ichi biết sự nghiệp và thành tựu của cha mình rất đáng nể. Cậu cũng thích lập trình bởi chính cha cậu đã dạy cậu theo chủ nghĩa cầu toàn. Với ông ta, họ chỉ là thành phần trong cuộc sống hoàn hảo. Cậu luôn cảm thấy ngột ngạt khi làm con của người đó. Từ bé họ luôn phải được cha chấp thuận khi muốn làm gì đó. Ichi chia sẻ rằng gia đình cậu từng có một người con thứ ba là Aza. Là em gái cậu và chị gái sinh đôi của cậu em, Aza có trí nhớ kém và làm việc gì cũng chậm hơn người khác. Cô bé chỉ hay cười và nói xin lỗi, vì lẽ đó mà cô không thể hòa hợp với người bố cầu toàn, hồi tiểu học. Số liên lạc thường để ghi thời khóa biểu và thông báo gửi phụ huynh bị y chi viết qua loa nhưng em gái cậu lại chăm chỉ ghi chép. Một ngày nọ cô bé để quên cuốn sổ ở trường nên bị ông bố bắt đi đến trường lấy giữa đêm, mẹ cậu còn cất công gọi bảo vệ nhờ ông chờ ở cổng trường. Thế là Aza bị bắt phải đi một mình tới trường. Tuy nhiên cô bé chẳng bao giờ tới được trường và cũng chẳng bao giờ trở về lại ngôi nhà nữa. Vụ án hục cát tông với nạn nhân chính là Aza thủ phạm đã ra tay tàn độc và nhét thi thể cô bé bị phân mảnh vào trong hộp. Cha chỉ nói rằng chuyện đó là tai nạn và từ chối nhận lỗi về phía mình trong đám tang. Đó là lý do tại sao mà cậu luôn thù hận ông bố của mình tại cuộc họp của hội đồng quản trị trong thế giới game. Leon đã thú nhận với mọi người rằng Sumata chính là trí tuệ nhân tạo. Đối với cậu mà nói thì việc này không thể chấp nhận được bởi cậu muốn biến Sumata thành người và cùng hít. Chung một bầu không khí vì lẽ đó mà Leon sẵn sàng để hắc điểu hấp thụ những thành viên trong ban quản trị vô số lông vũ màu đen rơi khắp nơi trên thế giới con người. Lúc này cha trở về nhà thì gặp được cô trợ lý và Ichi đang nói chuyện trước cổng. Ông hoảng hốt khi biết được em trai có liên quan tới việc bị nhiễm hắc điểu nên muốn đưa cậu đi xét nghiệm não. Ichi ngăn cản ông ta và trực tiếp cãi nhau với bố, cãi cọ một hồi cậu vùng vằng bỏ đi, cha muốn chạy theo thì bỗng nhiên bị một thứ gì đó sắc bén cắt phăng đôi chân. Ngoái lại cả hai hoảng hốt khi nhận ra đó là một con quái trong tựa game. Lúc này thế giới thực tại và trong game trở nên hòa làm một dưới sự sắp xếp của Leon và Sumata. Con quái sông tới chém Ichi nhưng đã bị em trai tóm lại, không có vũ khí thì nó sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Trước mặt Ichi sau đó mở được thanh công cụ của game. Cô trợ lý thử nói chữa thương thì ngay lập tức chân của ông bố đã được lành lại. Ông nói rằng họ đều đã bị đưa vào game và hiện tại tin tức thời sự đang liên tục đưa tin về chuyện các sinh vật khổng lồ tấn công trên khắp thế giới cô trợ lý giải thích rằng sẽ dễ hiểu nếu mọi người coi nơi này như một giấc mơ chung sau khi tiến hóa hoàn toàn hắc điểu đã kiểm soát toàn bộ internet và khiến mọi người tiếp xúc với công nghệ bị lây nhiễm ông bố lúc này đây vẫn đang trốn tránh và nói rằng hắc điểu là một dự án lớn và ông chỉ là một thành phần trong dự án đó nên không thể nói rằng ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn y chi quá chán với ông bố và phát hiện ra mẹ cậu đang ở trên tv cậu và em trai đã bỏ đi cùng còn ông bố thì quỳ gối và khóc rồi tự nhận mình là kẻ chó má nhất Cô trợ lý động viên rằng ông là tiến sĩ vĩ đại nhất và lần này hãy đi bảo vệ họ tử tế. Hai anh em Ichi tìm tới nơi thì phát hiện ra mẹ của họ đang trốn trong hẻm và trước mặt là một con quái vật khổng lồ đang dơ chân đè lên cả ba. Đột nhiên Shizu xuất hiện và sử dụng chiêu thức đấm văng con quái. Tuy nhiên Ichi lại tỏ ra sửng sốt và kinh ngạc khi biết được Shizu là cha của họ. Ichi sử dụng pháp thuật tốc biến rời khỏi vùng nguy hiểm. Có vẻ như chỉ số của họ không được đưa tới thế giới này. Ông bố liên tục tung quyền đánh hạ con quái và đáp xuống gặp cả nhà. Em trai gặng hỏi thì ông bố cho biết rằng đó ông đã hách vào hệ thống ở nơi này tuy nhiên. Việc thoát ra thế giới thực là điều vô cùng khó khăn, ngay cả lầu năm góc cũng đã bị hách nhưng lại chưa có ai kích hoạt nút bấm hạt nhân. Máy chủ do thức của thế giới này chính là hắc điểu và họ cần phải tìm ra và xóa sổ nó. Mẹ động viên cả nhà rằng một khi họ còn bên nhau thì mọi người sẽ làm được cả và rồi mẹ lại xoa đầu Aza trong tưởng tượng. Chứng kiến cảnh đau lòng này thì ông bố chỉ cố gắng giải thích rằng Aza đã bị giết vào nhiều năm trước, mẹ chỉ đang phát bệnh và hãy thôi ngủ ở quán Internet. Ông túm mạnh vai bà và chất vấn tới bao giờ cả nhà mới tha thứ cho ông. Quá bực mình trước cảnh tượng này y chi chỉ còn cách đó là đâm ông bố một nhát. Cậu mặc kệ thế giới này dù nó có sao đi nữa và rời đi. Cô trợ lý khuyên họ hãy đối xử với nhau và làm một gia đình hạnh phúc yêu thương nhau giống như gia đình Akabane mà họ vẫn cùng đóng vai. Nghe tới đây thì Ichi vô cùng sửng sốt bởi cậu đã trốn tránh khi biết được cha mình là Shizo đột nhiên sumata từ phía sau xuất hiện cùng với leon và hút cảm xúc phẫn nộ của cậu nó sau đó tấn công ông bố và hạ ông một cách dễ dàng ông thứ đó là do thức của thế giới này và nó có thể dễ dàng xóa sổ họ trong một nút bấm nhiều trí tuệ nhân tạo đã được sinh ra và làm nguồn năng lượng cho hắc điểu khi trở thành chướng ngại khi vượt quá tầm kiểm soát thì những ai đó sẽ đơn phương bị xóa sổ hoặc bị giết leon đã nói ra việc chính Shizu đã giết pico ngay sau đó cô trợ lý bị sumata cho nổ bay đầu chỉ với một cái chạm tay Sumata biến ông từ một đô con thành kẻ chơ xương. Leon muốn tạo ra một vương quốc mới và cậu cho phát bản tin về tuyển thành viên vào những ngày sau đó. Em trai đã mang đồ ăn tới cho cha mình nhưng ông đã tự ra mình lại trong căn nhà. Cậu khuyên ông nên tới khu tị nạn cùng với cả nhà nhưng ông không chịu. Hắc điều, Leon và Sumata đã trở thành thần thánh của thế giới này nếu ở lại một mình thì bố có thể làm gì chống lại bọn họ. Khi vào trong nhà cậu bất ngờ khi phát hiện ra cô trợ lý đã được bố hồi sinh nhưng là chỉ đang cài chương trình tự hoạt động không gì có thể khiến cô ấy trở lại như xưa họ sau đó chỉ đành đem trôn cô trợ lý vì dữ liệu của cô ấy không còn tồn tại ở bất cứ đâu tại thế giới này điều kỳ lạ là tại khu tị nạn có khá nhiều người nhận ra đây là không gian mạng mọi người hiện tại đều bất an về thế giới thật và tình trạng thật của cơ thể họ việc bị đưa đến đây một thời gian sẽ khiến cơ thể có thể bị suy nhược đó là vấn đề về hàng tỷ con người sống trên trái đất ông bố có giả thuyết là dữ liệu có thể được truyền trực tiếp hoặc được sao chép rồi tạo ra cơ thể ảo Ông bố sau đó giải thích ra một mớ và đưa cho em trai một thiết bị cùng lời dặn nếu thấy mặt ông thì hãy kích hoạt thiết bị này. Việc tệ nhất với ông đã xảy đến và khiến cả nhà bị mắc kẹt tại thế giới này. Càng ngày ông càng thấy bản thân là một kẻ khốn nạn vô giá trị, em trai sau trở về lại chạy tị nạn. Em trai đã đưa thiết bị cho Ichi nhưng cậu lại ném nó vào góc. Mẹ cho rằng có thể bố đang cố truyền đạt điều gì đó đến các con của mình. Ông hướng đến sự hoàn hảo nên không chịu nổi điều gì thiếu sót. Thực ra bản chất bố có nhiều điều tuyệt vời như kiểu luôn cần một thứ gì đó để giúp bộc lộ bản chất và cảm xúc thật. Hai anh em cũng công nhận điều đó và có lẽ Shizu là hình mẫu lý tưởng của một người bố mà ông nhắm tới. Ông đã trực tiếp tìm tới gặp Leon và yêu cầu giao su Ông vốn nghi ngờ cậu là một đứa trẻ. Vì chưa game thủ nào mê trò chơi ông tạo ra thuần khiết và cuồng nhiệt như cậu ta. Ông đã từng quý cậu ta nhưng giờ đây lại buộc phải ra tay với cậu. Ngay khoảnh khắc ông lao tới tấn công thì Sumata đã cho thời gian ngưng động rồi quay ngược trở lại. Leon khuyên ông hãy trở về ngôi nhà trên đồi trạng vạng sumata tò mò hỏi ông rốt cuộc nó là gì thì ông cho rằng nó chẳng là gì cả nhưng bên trong sumata có lượng lớn cảm xúc và dữ liệu như một vật chứa và một vũ khí gắn liền với leon ông đã ban cho nó khả năng tính toán giúp duy trì tính cách nhưng nó đã không hài lòng với câu trả lời này và muốn kết liễu ông hắc điểu là virus máy tính làm tổ trong hệ thống ứng dụng nhờ đó mà ông đã xâm nhập vào chuỗi số của hắc điểu khắp nơi trên thế giới xuất hiện những khuôn mặt của ông Ichi giật lấy thiết bị nhắn tin và xem thử thì phát hiện ông bố của mình muốn cậu xóa sổ thế giới này cùng với ông ấy. Xung quanh bắt đầu đổ sập do lỗi phần mềm, Ichi nhận ra có lẽ bố cậu đã đánh bại hắc điểu mà chỉ cần dùng tới lỗi phần mềm. Kẻ địch là vị thần ở dạng hệ thống nên ông ấy vẫn khó để kiểm soát được nên mới đưa cho cậu nút gỡ cài đặt để cậu kích hoạt thì cha cậu sẽ chết cùng thực tại giả lập này. Trước mặt cậu hiện ra hình ảnh bản thân đang cầm kiếm và làm đao phủ trừng phạt cha tuy nhiên cậu lại không muốn để ông bố mình tùy ý làm theo điều ông muốn nên đã bỏ đi cậu thay đổi và trở thành Ichi trong game, cậu chạy tới ngôi trường và tìm đến Leon. Leon và Ichi đã đánh nhau trong khi đó Sumata tự hỏi tại sao mình được sinh ra và vì mục đích gì. Ông cho rằng đó là vì muốn tạo ra trí tuệ nhân tạo gần giống người nhất có thể. Sumata cảm thấy bản thân có cảm xúc quý yêu Leon vì đó là bạn thân nhất của nó, còn động lực đằng sau việc ông tạo ra trí tuệ nhân tạo là do cái chết của Aza. Khi đó ông do không được ổn định về tâm lý nên ông đã lờ đi các nguy cơ và cống hiến cho dự án phát triển ông chưa từng tiết lộ động cơ thật sự với bất cứ người nào kể cả cô trợ lý. Trong sâu thẳm ông luôn gọi Sumata bằng cái tên Aza mà ông mong nó là sự thật. Leon lúc này đã chịu thua và được Ichi rủ vào trong vùng không gian của bố. Cậu nhất quyết không tha cho ông ta rồi vung dìu chém nó. Ông bố cho rằng sau cái chết của em gái Aza thì con trai cả sẽ oán giận ông nên ông đã nghĩ Ichi sẽ vui vẻ giúp cho ông được siêu thoát. Ichi tóm lấy ông bố và cùng lúc đó Leon cũng chìa tay ra gọi Sumata. Tuy nhiên Sumata lại bảo rằng nó tên là Aza. Ông bố đã nắm lấy tay của Aza và quay lưng đi, ông không rõ vì sao Ichi lại đổi ý nhưng vẫn rất vui, vì nếu ông chết bây giờ thì sự hận thù đã trói buộc Ichi bao lâu nay sẽ được giải thoát. Ông mong cậu hiểu rằng đây là cách giải quyết duy nhất. Cậu nhận ra nếu cứ nói ông đừng chết thì chỉ là đang cầu xin ông hãy sống tiếp. Khoảnh khắc ông quay lại và thấy con trai cả đang khóc, ông đã nắm tay cậu và cũng khóc theo. Aza bỗng gọi tên hai người rồi ông đã cùng cô bé chìm vào hư vô. Sự kiện này đột ngột kết thúc 13 ngày sau và mọi người đã lo về cơ thể thực, nhưng họ vẫn có thể duy trì hoạt động thường ngày dù bị lây nhiễm. Tập đoàn AI sau đó phải mở cuộc họp báo và đổ lỗi cho cấp dưới để phủi bỏ trách nhiệm. Sau khi họ đăng xuất cũng không ai biết việc gì xảy ra ở thế giới ảo kia. Ichi ở thì vẫn có thể đi xuyên hai thế giới và trên đường đi thì gặp lại Pico tại không gian ảo kia. Cả hai vô cùng vui mừng khi gặp được nhau và Pico cuối cùng có thể thổ lộ với người mình yêu. Nhiều năm sau kể từ ngày game ngừng hoạt động, Ichi và em trai mình đã tìm tới một địa điểm tưởng nhớ trông hệt như đồi trạng vạng ngắm cảnh. Người chơi sống ở khu này đã liệt kê đây là địa điểm tưởng nhớ. Ichi muốn xây một ngôi mộ cho bố mình tại đây nhưng rồi lại đổi ý thành xây một căn nhà, nếu là như thế em trai cũng có thể làm việc từ xa. Cả hai anh em sau đó trở về ăn mì cùng nhau. Trước khi rời đi, Ichi quay lại thì đột nhiên thấy một con rồng đang đập cánh bay, câu từ cho má của cậu lại được thốt lên và phim đến đây là kết thúc.